Trường Đại học Dầu khí Việt Nam PVU trong những năm qua là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và sự phát triển chung của đất nước. Đội ngũ giảng viên của PVU đa số được đào tạo tu nghiệp tại các trường đại học hàng đầu thế giới, cộng với cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Chương trình đào tạo tiên tiến, ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh hiện là một thế mạnh rất nổi bật của nhà trường. Ngoài ra, PVU còn liên kết và hợp tác với các chuyên gia và giáo sư nổi tiếng trong ngành dầu khí trên thế giới, giảng dạy các chương trình nâng cao nhằm sớm hiện thực hóa tầm nhìn, trở thành trường đại học xuất sắc. Hiện nay, bên cạnh việc đào tạo, dịch vụ phân tích thí nghiệm cũng là lợi thế của PVU. Nhà trường được trang bị hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và đồng bộ, phục vụ công tác phân tích ở tất cả các khâu của công nghiệp dầu khí. Phát huy thế mạnh mô hình nhà trường trong doanh nghiệp, từ năm 2001 đến nay, PVU đã thành lập trung tâm bồi dưỡng nâng cao để đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực trong và ngoài ngành dầu khí.